Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng chuẩn mực đạo đức của người cán bộ quân đội nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ trong quân đội, mẫu mực, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội vừa phản ánh những yêu cầu chung của nhiệm vụ cách mạng, vừa phản ánh đặc điểm, yêu cầu riêng của quân đội. Chung với nước, hiếu với dân là phẩm chất bao trùm, quan trọng nhất và chi phối các phẩm chất khác. Đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bác xác định, chung với nước, hiếu với dân là một bổn phận thiêng liêng, một trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng là một vinh dự của người chiến sĩ. Đối với người cán bộ quân đội, chung với nước luôn gắn liền, chung với Đảng, hiếu với dân. Bởi Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc độc lập, tự do, nên chung với nước trước hết là biểu hiện tập trung nhất, phải là chung với Đảng. Mặt khác, trong chế độ xã hội chủ nghĩa, nước là của dân và dân là chủ nhân của nước. Do đó, chung với nước không tách rời hiếu với dân. Người nói, không có dân thì không có bộ đội. Cán bộ phải dạy cho đội viên biết kính trọng dân, thương yêu dân, giúp đỡ dân. Phải làm sao để chưa đến dân mong, đi dân nhớ, ở dân thương. Bởi vì quân đội ta là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Ngoài lợi ích của nhân dân, quân đội ta không còn lợi ích nào khác. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với quân đội cách mạng, đoàn kết là sức mạnh nhất của ta. Người thường nhắc nhở cán bộ chiến sĩ, đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi. Cùng với tinh thần đoàn kết thì yêu thương chiến sĩ, đồng đội là điều không thể thiếu ở người quân nhân cách mạng, đặc biệt là với cán bộ chỉ huy. Người cho rằng, người cán bộ quân đội ngoài việc gương mẫu, nơi trận mạc, chững chạc trước hàng quân, còn phải có lòng thương yêu binh sĩ, nắng không che quạt, mưa không che dù, đồng cam cộng khổ với binh sĩ. Bên cạnh việc giáo dục tinh thần đoàn kết, thương yêu chiến sĩ, người chú trọng giáo dục ý thức kỷ luật, bởi lẽ kỷ luật là sức mạnh của quân đội, kỷ luật là động lực giữ sức mạnh của quân đội. Người sáng lập tổ chức giáo dục rèn luyện quân đội ta, Hồ Chí Minh luôn coi trọng giáo dục đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của người quân nhân cách mạng. Người chỉ ra con đường hình thành phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của người cán bộ chiến sĩ quân đội phải là sự kết hợp giữa giáo dục rèn luyện của tổ chức với tự giáo dục rèn luyện thông qua hoạt động thực tiễn của mỗi quân nhân. Dưới lá cờ vẻ vang quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, mỗi cán bộ chiến sĩ phải ra sức tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ. Ở Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước chân chính luôn luôn thống nhất với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Tư tưởng sâu sắc về tinh thần quốc tế vô sản, vô tư trong sáng của người đã trở thành một chuẩn mực đạo đức cách mạng để cán bộ, chiến sĩ trong quân đội luôn ghi nhớ và thực hiện. Giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình. Thấm nhuần tư tưởng đó, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã không quản hy sinh gian khổ, vượt qua mọi khó khăn, tham gia hoạt động chiến đấu trên các chiến trường Lào và Campuchia. Trong những năm gần đây, hàng trăm lượt cán bộ, nhân viên quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, vượt lên những khó khăn, những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong bạn bè thế giới, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.